Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, sau hai trận thua 0-2 trước Ecuador và 1-3 trước Senegal, Qatar đã chính thức bị loại ở vòng bảng, bất chấp vẫn còn lượt trận cuối gặp Hà Lan ở bảng A vào ngày 29 tháng 11. Do chưa có điểm nào và Ecuador hòa Hà Lan 1-1 ở lượt trận thứ hai, đội bóng nước chủ nhà World Cup 2022 đã hết cơ hội tranh vé vào vòng 1/8. Cả đội tuyển Qatar và đội tuyển Senegal bước vào cuộc đối đầu trong tâm thế đều buộc phải thắng để nuôi cơ hội đi tiếp. Các cầu thủ nước chủ nhà của World Cup năm 2022 tỏ ra nóng vội và đẩy cao đội hình từ sớm. Chính bởi vì điều này đã khiến họ nhanh chóng bị Senegal dồn ép trở ngược lại và tỏ ra bị động, thiếu phương án chống đỡ. Dường như bóng chỉ lăn bên phía phần sân của Qatar. Các cầu thủ Senegal thoải mái tấn công từ trung lộ cho tới hai biên. Và khi thế trận đang rơi vào bế tắc, bất ngờ hậu vệ Boalem Hoki của Qatar mắc sai lầm. Ngay lập tức, Boleya Dia đã rất nhanh băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho Senegal ở phút 41. Cả đội tuyển Qatar và đội tuyển Senegal bước vào cuộc đối đầu trong tâm thế đều buộc phải thắng để nuôi cơ hội đi tiếp. Các cầu thủ nước chủ nhà của World Cup năm 2022 tỏ ra nóng vội và đẩy cao đội hình từ sớm. Chính bởi điều này đã khiến họ nhanh chóng bị Senegal dồn ép ngược trở lại và tỏ ra bị động, thiếu phương án chống đỡ. Dường như bóng chỉ lăn trên sân của Qatar, các cầu thủ Senegal thoải mái tấn công từ trung lộ cho tới hai biên. Và khi thế trận đang rơi vào bế tắc, bất ngờ hậu vệ Boalem Kofi của Qatar mắc sai lầm. Ngay lập tức, Boleya Dia đã rất nhanh băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho Senegal ở phút thứ 41. Lúc này cơ hội đang dần thu hẹp lại với Qatar khi sự bế tắc chuẩn bị đạt tới đỉnh điểm. Bất ngờ nước chủ nhà có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Từ đường tạt bên phía cánh trái, Mohamed Mertari đã chọn vị trí thông minh và bay người đánh đầu tung lưới thủ thành Mendy. Có được bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm 2022, Qatar như trút bỏ được phần nào áp lực. Thế nhưng khi tinh thần đang lên cao nhất thì họ tiếp tục bị dội gáo nước lạnh. Vào phút 84, trong một tình huống phối hợp đơn giản ở khu vực vòng cấm của Qatar, bóng được căng ngang vào trong. Thế nhưng đã không có cầu thủ nào của chủ nhà cắt được tình huống và bóng trôi đến chân của Bamba Dieng. Cầu thủ vào sân thay người đã không từ chối cơ hội quá ngon ăn này để nâng tỷ số lên 3-1 cho Senegal. Đó cũng là tình huống ấn định tỷ số của trận đấu. Chung cuộc, Qatar nhận thất bại với tỷ số 1-3, trận thua thứ hai liên tiếp cùng việc Hà Lan và Ecuador chia điểm đã khiến đội chủ nhà chính thức bị loại khỏi World Cup năm 2022. Huấn luyện viên Felix Sanchez không cho rằng đội tuyển Qatar đã thất bại dù họ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup năm 2022 sau trận thua 1-3 trước Senegal vào tối ngày 25 tháng 11. Khi bạn thi đấu ở World Cup, bạn cần biết mình đến từ đâu. Việc bị loại từ vòng bảng có bị xem là thất bại hay không còn tùy thuộc vào sự kỳ vọng. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đội bóng có tính cạnh tranh. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều tháng để có thể mang lại màn trình diễn tốt, nhưng đôi khi kết quả không như mong muốn. Huấn luyện viên Felix Sanchez phát biểu sau trận thua 1-3 của Qatar trước Senegal vào tối ngày 25 tháng 11. Sau trận hòa 1-1 giữa Hà Lan và Ecuador cùng ngày, tuyển Qatar đã chính thức bị loại từ vòng bảng. Chúng tôi đã biết giải đấu này khó khăn như thế nào. Qatar muốn vào sâu nhưng chúng tôi có những hạn chế ở đất nước của mình. Qatar là một quốc gia nhỏ với dân số không lớn. Giải quốc nội không mang nhiều tính cạnh tranh. Tuy nhiên chúng tôi đã rất cố gắng, huấn luyện viên Felix Sanchez bộc bạch. Đây mới là lần đầu tiên Qatar góp mặt ở World Cup. Nếu Qatar có thể góp mặt ở World Cup một lần nữa thì sẽ rất tuyệt. Chúng tôi muốn đây là kỳ World Cup tuyệt vời ở mọi cấp độ và chúng ta đã thấy những trận đấu tuyệt vời cùng với sân vận động chật cứng khán giả. Tôi rất hạnh phúc với những cổ động viên Qatar đến sân vận động để cổ vũ. Họ thực sự đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Ông Felix Sanchez khẳng định, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và mục tiêu kế tiếp của đội tuyển Qatar là Asian Cup. Phía trước chúng tôi là trận đấu khó khăn với Hà Lan. Tôi muốn các cầu thủ chơi tốt ở trận tới. Điều quan trọng là Qatar có mục tiêu để hướng tới. World Cup sẽ kết thúc nhưng bóng đá vẫn tiếp tục tại đây. Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển các tài năng bóng đá, tiếp tục cạnh tranh ở châu Á. Ông Felix Sanchez khẳng định. Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử bị loại chỉ sau 2 trận vòng bảng World Cup. Đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua 2 trận tại vòng bảng. Trước Qatar, chỉ Nam Phi là đội chủ nhà bị loại từ vòng bảng World Cup.
Tuy nhiên, Nam Phi đã khiến các đối thủ phải chờ đến lượt trận cuối mới có thể xác định hai tấm vé đi tiếp. Tessa Balala cùng đồng đội thắng Pháp 2-1 và chỉ xếp sau Mexico do kém hiệu số. Cổ động viên Qatar thất vọng về đội tuyển nước nhà bị loại sau hai thất bại trước Ecuador và Senegal tại bảng A World Cup năm 2022. Đoàn quân của huấn luyện viên Felix Sanchez không thể tạo bất ngờ khi thua 1-3 trước Senegal ở trận đấu diễn ra đêm 25 tháng 11 giờ Hà Nội. Kèm thêm việc Hà Lan có trận hòa 1-1 trước Ecuador ít giờ sau đó, Qatar chính thức trở thành chủ nhà đầu tiên trong lịch sử bị loại chỉ sau hai trận vòng bảng World Cup. Trước đó, Qatar cũng thua Ecuador 0-2 trong trận khai mạc World Cup. Chúng tôi mong đợi nhiều hơn ở đội tuyển, cổ động viên người Qatar có tên Eman Abdulrahman chia sẻ với Reuters. Họ đã chơi một trận đấu dưới tiêu chuẩn. Đây không thể nào là một trận đấu trong khuôn khổ World Cup. Chúng tôi đã tha thứ cho họ trong trận mở màn. Các cầu thủ có thể rất căng thẳng vì đây là World Cup và cả thế giới đang theo dõi họ thi đấu. Nhưng hôm nay, đội tuyển đã làm chúng tôi thất vọng rất nhiều, cổ động viên này nói thêm. Một cổ động viên khác có tên Abdulrahman Aramery chia sẻ: thực tiếp là sau 12 năm chuẩn bị với sự kỳ vọng của tất cả người dân địa phương và người Ả Rập, màn trình diễn của đội lại ở dưới mức trung bình. Tôi còn cảm thấy rằng cầu thủ không có tinh thần trách nhiệm, đội không thể gây áp lực cũng không có tinh thần thi đấu. Tôi không biết chính xác vấn đề là gì, chẳng biết tới khi nào đội tuyển mới tham dự một kỳ World Cup khác. Bản thân cổ động viên Qatar cũng khiến dư luận thất vọng vì bỏ về giữa trận khi đội nhà còn đang thi đấu. Điều này xảy ra ở cả hai trận đấu với Ecuador và Senegal. Ban tổ chức sân Atumama công bố số lượng cổ động viên đến theo dõi trận đấu giữa Qatar và Senegal là 41.797 người. Tuy nhiên, Mirror nhận định không thể nào có số lượng cổ động viên như vậy khi các khán đài đang bị bỏ trống. Sau 45 phút đầu tiên, Qatar mới để thua 0-1 trước Senegal. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên đội chủ nhà đã bỏ về vui chừng. Đây không phải là lần đầu tiên chủ nhà Qatar bị chuyện về số lượng cổ động viên đến sân. Ở trận Hà Lan gặp Ecuador hôm 22 tháng 11, ban tổ chức cũng công bố số lượng cổ động viên đến sân Atumama là 41.721 người, trong khi sức chứa tối đa của sân vận động chỉ là 40.000 người. Qatar đối đầu Hà Lan ở lượt trận cuối bảng A World Cup năm 2022 trên sân Abay hôm 29 tháng 11. Nhiều người dân Qatar có thể thất vọng về màn trình diễn của đội nhà, nhưng họ có quyền tự hào khi là nước đầu tiên trong khu vực Ả Rập đăng cai sự kiện bóng đá lớn như World Cup. Kể từ khi nhận được quyền tổ chức World Cup vào năm 2010, Qatar đã chi hơn 200 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm cả việc xây dựng 7 sân vận động mới. Chúng tôi có 12 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng, các sân vận động và đường cao tốc. Chúng tôi có hệ thống phương tiện công cộng, bảo đảm tiếp cận dễ dàng các sân bóng đá. Asia Al Ali, bà mẹ ba con sống ở Lusay, thành phố lớn thứ hai Qatar cho biết. Trước đây khi đi từ nhà riêng tới nhà bố mẹ chồng, chúng tôi phải mất hơn nửa tiếng. Giờ thời gian được rút ngắn chỉ còn 15 phút, Asia Al Ali nói, đề cập đến bộ mặt giao thông mới của Qatar. Chúng tôi rất tự hào khi tổ chức được World Cup và những thành tựu Qatar đạt được trong những năm qua. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thuộc thế giới Ả Rập theo đạo Hồi của Trung Đông tổ chức World Cup. Đây là thời điểm chúng tôi tỏa sáng, chúng tôi rất vui vì điều đó. Thể thao mang sự đoàn kết tới các quốc gia, Al Ali nói. Jay Suham Arthani, 31 tuổi, một quan chức ở Qatar cho rằng, World Cup năm 2022 không chỉ là thành tựu của Qatar, mà còn cho tất cả những người Ả Rập, những người theo đạo Hồi. Qatar là quốc gia nhỏ nhất từng đăng cai World Cup, Arthani nói. Qatar chỉ rộng hơn 11.500 km2, từ điểm cực Bắc đến cực Nam của Qatar, người ta chỉ phải đi quãng đường hơn 200 km. Maha Kafao, 21 tuổi, du học sinh Qatar tại Úc cho biết, nhờ World Cup, thái độ của người dân Qatar đối với những du khách nước ngoài đã cởi mở hơn. Kafao đã tham dự lễ khai mạc World Cup hôm 20 tháng 11 cùng cha, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Khoảng 60.000 người dân Qatar cùng du khách quốc tế đã đứng chật kín sân vận động Abay để thưởng thức các màn trình diễn mang đậm nét văn hóa Ả Rập trong sự kiện này. Đó là sự kiện lịch sử của Qatar mà chúng tôi sẽ nhớ suốt đời. Tôi nghĩ người dân Qatar cả trong và ngoài nước đều tự hào, chúng tôi đã rơi nước mắt. Nhờ World Cup chúng tôi đã thể hiện một phần di sản Ả Rập và Hồi giáo với toàn thế giới, Qatar nói.
Thật tiếc cho Qatar bởi họ đã đầu tư rất lớn cho World Cup 2022 nhưng lại sớm phải dừng cuộc chơi. Nhưng sau World Cup, các sân vận động ở Qatar sẽ tiếp tục được sử dụng trong Asian Cup 2023. Qatar đã có tính toán hợp lý khi đầu tư đăng cai hai sự kiện bóng đá lớn liên tiếp. Họ sẽ có thêm cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước Ả Rập thân thiện tới bạn bè quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về World Cup 2022 để gửi tới quý vị khán giả. Hy vọng quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.